Dạ kính thưa quý vị, khi mà nhắc đến cố nghệ sĩ ưu tú Bửu Triện thì chúng ta không thể nào quên được những giai để đời của ông trên sân khấu tuồng cổ. Đối với những nghệ sĩ trẻ như chúng tôi, rất là kính phục tài diễn xuất của ông. Chẳng những ông là một nghệ sĩ tài hoa mà ông còn là một tác giả kịch bản. Và trong những kịch bản mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tâm đắc, đó là kịch bản Vợ 16 Chồng Lên 3. Trước khi chúng ta xem trích đoạn này, xin hãy lắng nghe đôi lời của đôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm. Không phải ngày hôm nay Tâm diễn cái vở Vợ 16 Chồng Lên 3 mà Tâm và anh Vũ Linh còn diễn một vở nữa. Anh nhớ vở gì không anh? Đêm Sấm Sét em à. Dạ đúng rồi, Đêm Sấm Sét. Thực sự mà nói cái lời văn, cái hành xử văn của chú Bửu Triện đó rất là mộc mạc, rất là đơn giản, nhưng mà lại đi sâu vào lòng khán giả và đi sâu vào từng diễn viên khi mà đã hát cái vở của chú. Cái điều thứ hai nữa là tuy rằng Tâm không có được đứng chung sân khấu với chú nhiều, nhưng qua những cái lần tập và quay video tất cả mọi thứ thì chú nào cũng chỉ dạy và chăm sóc, giải thích cho những người nghệ sĩ trẻ. Cho nên đó, đối với Tâm tuy là bây giờ chú không còn nữa, nhưng lúc nào cái hình ảnh chú vẫn để lại một cái điều gì đó tốt đẹp trong những nghệ sĩ giống như Tâm. Cảm ơn chị Tâm rất nhiều. Còn đối với anh Vũ Linh thì sao ạ? Riêng với Linh thì Linh và anh Bửu Triện có rất nhiều kỷ niệm. Thời Linh ở tỉnh mà trở về thành phố diễn chung với anh Bửu Triện trong đoàn tuồng cổ Minh Tơ. Có một cái điều mà Linh khó quên anh là thật sự là với đàn em thì anh chăm chút chỉ bảo rất là tận tình. Giống như vở Vợ 16 Chồng Lên 3, khi mà Linh đã nắm kịch bản, Linh và Thanh Thanh Tâm đã quay vào thập niên 90. Nhưng sau đó Tâm và chữ thập đỏ đã làm từ thiện là Linh đã cho tập lại và diễn trên sân khấu hẳn hoi kịch bản đó và rất được khán giả yêu thích. Nói về Bửu Triện thì Linh không quên có bài nhạc trong vở Vợ 16 Chồng Lên 3 mà đích thân anh Bửu Triện là người đã chỉ dạy cho Linh. Cho tới giờ Linh vẫn còn nhớ thoáng thoáng một đoạn nhạc, anh nhớ một đoạn là Bửu Triện chạy trên cái này. Kia bên mờ em đợi chờ ai, lái sang con thuyền bên yêu đương em đang chờ người tình. Và cái đoạn đó là cái đoạn cuối cùng khi Thanh Tâm đã tự giận và cho một chiếc bè kết đầy hoa để đưa Thanh Tâm ra ngoài bờ hồ. Và giờ đây Linh xin mời quý vị hãy xem lại kịch bản Vợ 16 Chồng Lên 3.